Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại Giang đang có mặt tại dãy nhà phố liền kề chính anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với anh chị 4 căn nhà phố liền kề này. Đây, căn nhà phố này là có mã căn là 9.11, 9.12, 9.13 và 9.14. Tại sao Giang chia sẻ cho anh chị 4 căn liền kề này? Anh chị có thể sở hữu một trong 4 căn này, thậm chí anh chị có thể đầu tư luôn 4 căn này để anh chị có thể về ở hoặc là kinh doanh, hoặc là mình để khi mà giá trị bất động sản nhà phố liền kề trong khu biệt lập đẳng cấp nó tăng giá thì anh chị sẽ bán lại, xin lợi nhuận rất là tốt anh chị khách hàng nhé. Thì khi mà anh chị khách hàng muốn sở hữu ngay những căn này thì cái việc đầu tiên thì hãy bốc máy lên và liên hệ ngay cho Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị đến tham quan thực tế cái dự án The Standard Bình Dương. Thực tế đây không còn gọi là dự án nữa đó anh chị khách hàng, mà nó là một cái khu hiện hữu biệt lập hoàn toàn và đầy đủ tất cả những cái tiện ích tại trong cái khu của chúng ta luôn. Rồi. Và 4 căn này rất là đẹp anh chị khách hàng nhé. Anh chị khách hàng để ý nè, 4 căn này thứ nhất là không bị vướng trụ điện, không bị vướng nắp cống. Rất là đẹp luôn và nó liền tắp luôn. Anh chị khách hàng nhé. Thì những cái căn nhà phố biệt lập liền kề này thì được chủ đầu tư An Gia thiết kế theo phong cách gọi là lợp tầng thông minh. Thì cái phong cách lợp tầng thông minh này thì anh chị khách hàng có thể theo dõi những cái video mà Giang đã chia sẻ những cái căn nhà phố gọi là được chủ đầu tư An Gia bố trí nội thất hiện hữu và cho chúng ta tham quan. Và anh chị muốn tham quan thực tế thì cứ đến tại vị trí dự án, Giang sẽ mời anh chị và đưa anh chị tham quan từng căn chủ đầu tư An Gia đã vô nội thất đầy đủ cho anh chị khách hàng xem qua luôn. Và hiện tại khá là nhiều cư dân đang hoàn thiện cái nội thất và một vài cư dân đã bắt đầu vào ở trong cái khu biệt lập đẳng cấp của chúng ta rồi. Cái lộ giới của từ cái hàng rào anh chị khách hàng, lộ giới từ hàng rào ra tới bên phía bên hàng rào cái nhà bên cạnh là 7m. Từ phía lòng đường nè, từ lòng đường của chúng ta di chuyển ra tới hàng rào này là 3m. Thì chúng ta sẽ có một cái vỉa hè khá là rộng luôn. Vỉa hè này thì anh chị có thể để được những chiếc xe máy, và dưới lòng đường thì anh chị để ô tô dưới lòng đường rất là thuận tiện. Đúng không ạ? Thì anh chị có thể nhìn theo bước chân của Giang ha. Thì những cái căn này với một cái view cực kỳ là thoáng luôn anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng thấy không? View thoáng ha, view thoáng cực kỳ luôn. Đó. Khi mà anh chị sở hữu những cái căn nhà phố liền kề này á thì những cái gì mà anh chị thấy theo cái tay của Giang này ha. Anh chị nhìn lên trên ha, là mặt ngoài là chủ đầu tư An Gia đã hoàn thiện mặt ngoài đầy đủ cho mình. Và sơn những cái tông màu như vậy nó rất là gọi là sang trọng và ấm cúng luôn. Còn bên trong thì được bàn giao gọi là bàn giao thô thì khách hàng ha. Thì chủ đầu tư An Gia bàn giao thô thì sẽ không tính vào giá của cái sản phẩm của chúng ta, thì anh chị sẽ mua được một cái giá tốt hơn. Và anh chị có thể tùy biến thiết kế theo cái phong cách của bản thân và ý muốn bản thân, hoặc là anh chị mua anh chị bán lại cho những người ở sau này. Thì khi mà họ mua ở thì họ cũng muốn thiết kế theo phong cách riêng của họ, tùy biến thì họ sẽ rất là dễ dàng thiết kế và giá họ mua lại nó cũng sẽ mềm hơn một cái giá đã hoàn thiện nội thất đầy đủ. Đúng không anh chị khách hàng ạ? Vâng, với 4 mã căn 9.11, 12, 13, 14 thì sẽ cho anh chị một những cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà anh chị sở hữu. Khi mà anh chị sở hữu những cái căn nhà phố tại The Standard Bình Dương thì chủ đầu tư An Gia đang có chính sách chiết khấu. Khi mà anh chị mua anh chị thanh toán nhanh á thì có thể chiết khấu theo từng mức 3%, 8%. Rồi bên cạnh đó thì nếu anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, hộ khẩu tại Thủ Đức, anh chị sẽ được chiết khấu thêm 2% nữa. Rồi chưa hết nha. Nếu anh chị mua sỉ á, từ 2 căn trở lên thì mỗi căn anh chị sẽ được chiết khấu cái mức thấp nhất từ 1% mỗi căn anh chị khách hàng nhé. Bên cạnh đó chủ đầu tư An Gia còn có những chính sách ưu đãi tốt nhất cho anh chị khách hàng khi anh chị khách hàng sở hữu những cái căn nhà phố này. Do cái khu của chúng ta là khu biệt lập thì chủ đầu tư An Gia có sắp xếp một cái đơn vị quản lý vận hành, đó là đơn vị Taisei đến từ Nhật Bản.
Tai Xây là một trong những đơn vị quản lý vận hành có thâm niên quản lý hơn 150 năm tại Nhật. Và họ An Gia đã mời được cái đơn vị uy tín và nổi tiếng này về quản lý cái khu của chúng ta. Thì chính vì vậy nó có một cái khoản chi phí quản lý gọi là nho nhỏ so với căn nhà chính trên diện tích đất là 10.000 đồng một mét vuông thôi. Nhưng mà anh chị sở hữu trong cái giai đoạn này thì anh chị sẽ được chủ đầu tư An Gia tặng cho chị 2 năm phí quản lý. 2 năm phí quản lý ha anh chị khách hàng nhé. Anh chị không có lo cái việc đóng tiền quản lý hàng tháng vì chủ đầu tư An Gia đã lo cho anh chị phần đó rồi. Rồi, vào đây ở anh chị sẽ được cái đội quản lý của Tai Xây quản lý an ninh tuyệt đối nè, rồi những cái tiện ích sẽ được họ duy tu, bảo quản nó tốt hơn để anh chị sử dụng hàng ngày cho từng thành viên trong gia đình của mình luôn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard Bình Dương. Anh chị hãy bốc máy lên và gọi cho Giang qua số điện thoại 091-424-5885 để mình sở hữu ngay những cái căn này và được tham quan thực tế cái căn The Standard Bình Dương. Xin chào anh chị khách hàng.